Thưa quý vị, Bộ Tài chính đã đề xuất trong dự thảo sửa luật thuế tiêu thụ đặc biệt gửi đến Chính phủ về việc đánh thuế với tất cả đồ uống có cồn, thực phẩm lên men từ trái cây, ngũ cốc, đồ uống pha chế từ cồn thực phẩm. Theo dự thảo này, từ năm 2030 sẽ đánh thuế lên đến 100% đối với bia và rượu có nồng độ cồn trên 20 độ, thay vì đánh thuế 65% theo luật thuế hiện hành. Theo Bộ Y tế, rượu bia là yếu tố xếp thứ 2 trong 10 yếu tố nguy cơ gây bệnh tật và tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Ước tính chi phí trực tiếp cho tiêu dùng rượu bia tại Việt Nam của năm 2017 là 4 tỷ đô la Mỹ, gần bằng 7% số thu ngân sách của nhà nước. Với những tác động tiêu cực đó, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng thuế suất, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rượu bia để giảm nhu cầu sử dụng rượu bia tại Việt Nam. Trong dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án điều chỉnh tăng thuế suất, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rượu bia và nghiêng về phương án 2. Với rượu từ 20 độ trở lên được áp thuế 80% vào năm 2026, tăng dần lên 100% vào năm 2030. Tương tự như vậy, rượu dưới 20 độ chịu thuế 50%, sau đó tăng lên cao nhất là 70%. Bia các loại cũng tăng dần từ 80% lên 100%. Chúng tôi đang đề xuất trong cái dự thảo là có lẽ bắt đầu từ 2026 là chúng ta nên bắt đầu tính toán, một là áp dụng cái công tác tính thuế mới cho nó đầy đủ hơn, cho nó sát hơn so với thông lệ quốc tế. Thứ hai là điều chỉnh mức thuế cho nó phù hợp. Thì lúc thời điểm đó nó cũng phù hợp hơn bởi vì nó đã hết, đâu đó cũng hết cái giai đoạn cực kỳ khó khăn của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù đánh thuế đối với đồ uống có cồn xuất phát từ việc bảo vệ sức khỏe người dân, tuy nhiên sẽ tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp sản xuất rượu bia, nước giải khát. Hiện nay các doanh nghiệp ngành đồ uống đang gặp khó khăn khi doanh thu sụt giảm do phải chịu nhiều tác động. Quy định liên quan đến xử lý vi phạm nồng độ cồn đã khiến các doanh nghiệp ngành rượu bia sụt giảm doanh thu, kéo dài và ngày càng trầm trọng. Năm 2023, tổng doanh thu thuần của nhóm rượu bia niêm yết trên sàn chứng khoán giảm gần 20%. Trong cái giai đoạn hiện nay là giai đoạn cực kỳ khó khăn, đặc biệt khó khăn đối với lại các doanh nghiệp ngành đồ uống nói chung và ngành đồ uống có cồn. Trong cái lúc khó khăn như thế này của các doanh nghiệp thì nó tác động tới cái sản xuất kinh doanh, nó tác động tới nguồn thu, tác động tới người lao động. Vì vậy, phía doanh nghiệp đã đề xuất về việc cân nhắc thời gian có hiệu lực của luật thuế tiêu thụ đặc biệt là sau 12 tháng, kể từ khi luật thuế sửa đổi được ban hành. Cùng với đó, giãn lộ trình thực hiện hợp lý để doanh nghiệp có đủ thời gian điều chỉnh và lên kế hoạch thực hiện chính sách, có tác động lớn và tránh tác động tăng sốc thị trường. Nhưng chúng tôi vẫn kỳ vọng rằng là cái việc thay đổi này thì về các doanh nghiệp ngành đồ uống luôn luôn tuân thủ các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và sẽ thực hiện nghiêm túc. Nhưng chúng tôi cũng rất là kiến nghị với lại các cơ quan biên soạn, các cơ quan quản lý nhà nước cân nhắc kỹ để khi chúng ta thực hiện nó có cái nghiên cứu kỹ cái thực tế, cái hoàn cảnh của Việt Nam. Tăng thuế lại chưa hẳn đã tăng thu ngân sách. Một cái nữa cũng rất quan trọng và cái này rất gắn với Việt Nam, có thể tăng thuế chưa hẳn đã tăng thu ngân sách. Tăng cao quá, đặc biệt là trong trường hợp dùng thuế tuyệt đối thì người ta có thể dịch chuyển sang cái phân khúc này. Mà cái phân khúc này thì cả đảm bảo sức khỏe theo cái mục tiêu mình muốn đề ra vì nó không được kiểm soát, cả vấn đề thu ngân sách có thể đều giảm. Thưa quý vị, Nghị quyết số 20 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã đề ra nhiệm vụ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hóa có hại cho sức khỏe như đồ uống có cồn, có ga, thuốc lá để hạn chế tiêu dùng. Việc tăng thuế tiêu thụ đang được xây dựng theo đúng tinh thần nghị quyết đề ra và sau khi đồng loạt tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thì giá rượu, bia dự kiến sẽ tăng 20% từ năm 2026. Các doanh nghiệp sản xuất ngành đồ uống cần sớm có giải pháp thích ứng, chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi dự thảo được thông qua. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.